Câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng giao bóng ở trong hiệp một trận đấu này, và cuộc đọ sức giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 24 nhất tại Việt Nam. Quang Hải và các đồng đội vẫn chưa phải nhận một thất bại nào. Đứng trước bóng đang là Quang Hải. Rất nguy hiểm. Bóng đã nằm gọn trong tay Trần Nguyên Mạnh. Câu lạc bộ Hà Nội đã bất bại 12 trận đấu liên tiếp thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam ở giai đoạn lượt về theo bản hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Hà Nội. Người đang nằm trên sân bên phía đội khách có lẽ là Phạm Văn Nam, hậu vệ trẻ 19 tuổi bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Việc Phạm Văn Nam đang nằm sân chắc chắn khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vô cùng lo lắng. Trong tay ông lúc này không còn một hậu vệ trái nào cả. Quang Hải đang di chuyển. Phán quyết không qua được cầu thủ thứ hai. Đó là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Từ một tình huống đá phạt ở vị trí gần hơn thế này một chút trong trận đấu bù với câu lạc bộ Viettel thì Quang Hải đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đó là tình huống mà chính phán quyết cũng mang về quả phạt cho câu lạc bộ Hà Nội. Người đang bị đau trên sân là Đình Đồng. Và đấm bóng của Nguyên Mạnh. Papioma nguy hiểm đánh đầu. Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Một pha ghi bàn khá bất ngờ. Cuối cùng thì thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Vẫn là Nguyễn Thành Trung, một cầu thủ cực kỳ có duyên ghi bàn, một cầu thủ hậu vệ cực kỳ có duyên ghi bàn. Và mỗi khi câu lạc bộ Hà Nội gặp khó khăn, mỗi khi hàng công của đội bóng thủ đô gặp bế tắc thì Thành Trung vẫn luôn biết cách tỏa sáng để giúp đội nhà vượt qua khó khăn. Điều đó không chỉ đến một lần mà đã rất nhiều lần trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này. Ở trận đấu bù vòng 22 trước câu lạc bộ Viettel, chính Thành Trung là người cũng đã bố Khắc Ngọc không vào. Rất tiếc cho Khắc Ngọc và cho Sông Lam Nghệ An. Cú đá phạt rất kỹ thuật của số 12 bên phía đội chủ nhà nhưng bóng đã tìm đến cột dọc. Chúng ta xem lại pha đá phạt rất kỹ thuật của Khắc Ngọc đã vẽ một đường cong lượn qua hàng rào của câu lạc bộ Hà Nội. Một pha công nguy hiểm, không vào. Bóng đã đi vọt xa. Những phút pha phạt bóng không tốt của Hồ Sĩ Sơn nhưng nó cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Trận đấu ở vòng 24 V-League giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hà Nội đã khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho đội khách câu lạc bộ Hà Nội, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã vô địch